Thủy Tiên lần đầu lên tiếng về nghi án mặc quần độn mông. Lần đầu tiên Thủy Tiên lên tiếng về nghi án độn mông mà mọi người thường bàn tán từ trước đến nay. Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Thủy Tiên và Đăng Khôi đã có dịp song ca tại ca khúc Bất Hủ Cô Bé Mùa Đông. Đã gần 10 năm, họ mới có thể tái hiện cùng nhau bài hát này trên sân khấu, nên cả hai khá hào hứng và xen lẫn hồi hộp. Thủy Tiên chia sẻ sự lo lắng của mình COVID. Lúc live bài hát này trên sân khấu với ban nhạc sóng, Tiên vô cùng lo lắng. Một phần là nhớ những ngày đầu tiên đi hát, còn nhiều ngây thơ trong giọng hát. Qua 10 năm, không biết khi hát lại mình còn giữ được cảm xúc trọn vẹn của ca khúc ấy không. Khi hát bao nhiêu cảm xúc thời mới chập chững vào nghề, bao nhiêu khó khăn và bao yêu thương tràn về như cơn lũ. Tuy nhiên, trong chương trình, Thủy Tiên diện một bộ cánh ôm sát cơ thể, khoe trọn những đường cong, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cũng vì điều đó mà nhiều lời bình luận cho rằng cô đã dùng quần độn mông để cải thiện vòng ba. Trước một phần trình diễn đầy cảm xúc như vậy, nhưng lại nhận những ý kiến không mấy hay ho. Nên Thủy Tiên đã lập tức lên tiếng, bà xã Công Vinh phản hồi, nhỏ lớn không biết cái quần độn mông nó ra sao nha cả nhà, đang cảm xúc cảm động nghe comment bị tụt mun quá. Chiếc đầm mà Thủy Tiên diện trong chương trình song ca với Đăng Khôi. Đây không phải lần đầu tiên Thủy Tiên bị mọi người nhận xét cô dùng quần độn mông, bởi trước đó nhiều người cũng phát hiện ra những điểm bất thường trong vòng ba của cô. Tuy nhiên, vòng ba có lẽ cũng là một lợi thế của Thủy Tiên khi cô rất thích tạo dáng để khoe trọn được chúng. Thủy Tiên cũng từng nhận phải rất nhiều tin đồn giao kéo, tuy nhiên nữ ca sĩ chọn cách im lặng. Đàm Vĩnh Hưng, đến giờ tôi vẫn trả nợ. Đàm Vĩnh Hưng đã có dịp nhìn hơn 40 năm của cuộc đời mình. Sau ánh hào quang tập 3 được mở màn với lời tuyên bố chắc nịch của Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị đã gọi tôi là ông Hoàng, tôi sẽ ngồi vừa vặn với chiếc ghế mà quý vị đặt ra. Kiêu hãnh và quyền lực, ba chữ Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành một thương hiệu hàng đầu trong nền giải trí Việt Nam suốt 20 năm qua. Theo lời Trấn Thành, nếu Đàm Vĩnh Hưng có 5 người thương thì cũng sẽ có ngay 5 kẻ ghét. Suốt nghiệp cầm ca, Đàm Vĩnh Hưng đã đứng vững trước bao thị phi bên cạnh những sản phẩm có 102 của mình. Công chúng thường ví Đàm Vĩnh Hưng như một kẻ ngông cuồng chơi nổi. Thế nhưng có những khoảng tối, những nỗi đau ê chề mà chưa một ai thấu hiểu cho người được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Việt. Chính Đàm Vĩnh Hưng sẽ cùng hot Trấn Thành lần dở lại những giọt nước mắt trên ngai vàng của mình. Tại Sau Ánh Hào Quang, Đàm Vĩnh Hưng đã có dịp nhìn hơn 40 năm của cuộc đời mình, nam ca sĩ tâm tình. Mỗi một ngày của tôi đúng là một tập phim, có nghèo hèn, xấu hổ, giàu sang và cả những ê chề. Và rồi Mr. Đàm đã cất bỏ sự phòng thủ, trải lòng về những bí mật trong gia đình. Huỳnh Minh Hưng sinh ra trong một gia đình có cha là công chức nhà nước và cũng là nhà giáo đáng kính, dạy chữ cho trẻ em nghèo. Trong khi đó, mẹ anh lại là một bác sĩ dở dang trên con đường học vấn. Vì say đắm trước dung mạo khôi ngô của người yêu, bà đã rũ bỏ tất cả để nên duyên cùng cha anh. Nói về mẹ, Đàm Vĩnh Hưng nhận định, bà là người phụ nữ giỏi bằng hai người đàn ông. Nam ca sĩ cho biết, mình là kết tinh từ những ưu tố của cha lẫn mẹ. Đàm Vĩnh Hưng thích khăn, yêu nghệ thuật như bố và có khả năng nhìn một lần có thể lấy nghề của người khác từ mẹ. Họ sống với nhau đầm ấm trong một căn nhà có nuôi heo tại quận Tân Bình. Những tưởng sẽ được sống hạnh phúc, nào ngờ sóng gió đã vùi lấp mái ấm của Đàm Vĩnh Hưng khi anh chỉ mới 10 tuổi. Lúc tôi học lớp 5 thì gia đình không còn hạnh phúc nữa, Mr. Đàm kể. Do nợ nần, bố mẹ anh đã phải bán đi căn nhà đang trú ngụ để bươn chải với cuộc sống túng thiếu. Hàng đêm phải nghe những trận cãi vã của cha mẹ là nỗi ám ảnh đối với Đàm Vĩnh Hưng. Và rồi họ dừng cách xa nhau. Cha của cậu bé Huỳnh Minh Hưng rời xa mẹ, còn anh đã trở về với người vợ đầu. Khi được Trấn Thành hỏi về lý do nợ nần, Mr. Đàm trầm ngâm, đến giờ tôi cũng không biết lý do thật sự là gì. Tôi nghĩ nó giống với lý do gần đây nhất từ mẹ mình. Khi gia đình ly tán, Huỳnh Minh Hưng chỉ muốn ở với má và bị bơm những điều không tốt về ba. Sau gần 40 năm, Đàm Vĩnh Hưng trầm ngâm, nếu có ba thì má tôi đã không nghĩ cạn như vậy. Nhiều lần gửi mẹ đi nơi khác, Đàm Vĩnh Hưng lại phải đón về vì không thể bỏ mặc bà với chứng động kinh tăng huyết áp. Đến giờ tôi vẫn đang trả nợ, ông Hoàng Nhạc Việt chân thành chia sẻ. Anh cũng cho biết nợ nần trong giới showbiz nhiều như cơm bữa, do họ sợ nên không nói ra thôi. Nam ca sĩ thẳng thắn nhận định, lỗi lầm của mẹ đã đem đến dông bão cho gia đình suốt mấy chục năm qua. Từ đó anh đau đớn chôn mình trong sự dằn vặt, để rồi quyết định sẽ không là luật sư bào chữa cho mẹ nữa, mà trở thành một công tố viên. Nhiều lần Đàm Vĩnh Hưng trách mẹ vì sao không thẳng thắn với mình, dù anh hy sinh nhiều điều, trong đó có cả hạnh phúc cá nhân vì bà. Tại Sau Ánh Hào Quang, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu chia sẻ về những điều công chúng chưa biết về mẹ mình. Đằng sau ồn ào nợ nần, Mr. Đàm kể thân mẫu lúc nào cũng chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ và tươm tất nhà trên cửa dưới.
Thậm chí bà còn gánh vác những nhiệm vụ đáng lẽ ra phải thuộc về đàn ông. Chưa bao giờ mẹ của ông Hoàng Nhật Việt khiến con phải túng thiếu. Chính sự tự cường độc lập của một người phụ nữ đã đẩy bà vào thứ tiêu khiển tai hại khi không còn kiếm được đồng tiền. Từ đó bà muốn lấy lại nhanh nhất những gì mình đã mất. Đàm Vĩnh Hân nhận định điều đó đã trở thành cách để bà lấy lại phong độ. Dần dà, nó trở thành cái nghiện khó bỏ. Thế nhưng má vẫn yêu thương tôi, Đàm Vĩnh Hân cho biết. Ông Hoàng Nhật Việt hồi tưởng vào năm học cấp 3, điều ao ước duy nhất là có bộ quần áo trắng để hát trong một sự kiện. Biết được mong muốn ấy, mẹ anh đã cắt chiêu đồng tiền bèo bọt từ nồi bún bò Huế, bất chấp cảnh nghèo để mua cho mình một sắp vải trắng. Tình thương ấy khiến anh cam chịu mọi sai lầm của mẹ và ráng đến đáp công ơn cho đấng sinh thành một cách trọn vẹn nhất. Phải rách áo mới biết thương người, Mr. Đàm mạnh mẽ nói về lý do công bố những điều vừa qua trước công chúng. Đến nay, Đàm Vĩnh Hân vẫn ngại đối diện với mẹ mình. Sau mỗi đêm diễn, anh vẫn âm thầm lau chùi son phấn và tránh gặp mẹ vì sợ đối diện với nỗi ám ảnh đã đeo bám mình suốt hơn 30 năm qua. Sau ánh hào quang tập 3, Đàm Vĩnh Hân, Nước mắt ngai vàng sẽ phát sóng vào 21 giờ thứ Hai, 16 tháng 10 trên HTV7. Trước khi mắng anti-fan là lũ ngu, Hồ Ngọc Hà từng sau cây còn hơn thế. Mỹ nhân gốc Quảng Bình đã không ít lần đanh thép sau cây, đáp trả lại những kẻ thích tộc mạch đời tư, cùng điểm lại những lần Hà Hồ nổi đóa. Tối ngày 10 tháng 10, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi thẳng thắn dùng lời lẽ đanh thép, công khai đáp trả những người không thích mình, trái ngược hoàn toàn với cách ứng xử im lặng là vàng để né tránh ồn ào trong mọi scandal trước đây. Theo đó, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ chia sẻ lại clip có trích dẫn anti-fan nói gì về các ngôi sao nổi tiếng. Trong clip, các ngôi sao nhiệt tình phản pháo lại anti-fan theo cách mà những kẻ quá khích đã dùng để mạt sát người nổi tiếng. Đính kèm link clip, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm riêng về cách đối mặt với thị phi. Cho rằng đây là cách mà chúng ta nên học khi đọc những bình luận nói mình không ra gì hay là nghe ai đó nói xấu về mình. Hồ Ngọc Hà bảo, tôi cũng thế đứt dây thần kinh quan tâm những kẻ rỗi hơi rồi. Những câu nói ngu hơn chữ ngu được thả ra từ những người cực ngu mà luôn nghĩ mình hay, mà nhiều người tin vì ngu, sợ cái lũ ngu luôn nói rằng tôi cố tình cho người chụp để thêm scandal, muốn được lên báo cặp người này đi xe kia. Mắng những người tộc mạch quan tâm chuyện cá nhân mình là ngu, ngôi sao chạy theo lý trí cùng bác thông tin cho rằng cô dùng scandal để hâm nóng tên tuổi. Xin thề tôi luôn là người sợ đám đông, không thích đi tiệc, chưa bao giờ muốn báo viết về mình khi không có sản phẩm gì để khoe. Yêu ai tôi cũng cố tình che, nhưng chưa bao giờ muốn nói đến nên đừng nghĩ tôi là kẻ thích vẽ chuyện để được lên báo, vừa ngu vừa nhảm. Hà Hồ bức xúc. Tuy nhiên đây không phải lần đầu giọng ca Xin Hãy Thứ Tha lên tiếng đáp trả anti-fan. Trước đó mỹ nhân gốc Quảng Bình đã không ít lần đanh thép sau cây, đáp trả lại những kẻ thích tộc mạch đời tư, cùng điểm lại những lần Hà Hồ nổi đóa. Đọc được bình luận tiêu cực của anti-fan, Hồ Ngọc Hà đã đáp trả một người có nick là Cao Quy, tên cao quý mà nói chuyện như cáo quỷ. Bị mắng chửi là vô lễ, sau khi đăng trạng thái được cho rằng gọi anh Thúy là em, dù ít hơn về tuổi đời và tuổi nghề, Hà Hồ thẳng thắn đáp lại, thế bao nhiêu tuổi mà gọi người khác bằng con đấy. Chúc em luôn gặp nhiều lừa dối trong cuộc sống để sáng mắt ra, mà phân biệt đúng sai nhé, avatar là thấy mặt hiểm ác rồi, ít học quá. Còn sa tết của tôi không nhắc đến tên ai thì đừng tự suy diễn lũ điên. Hành động mua giúp vé số giúp một bà cụ nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng bên cạnh đó cũng có một số người cho rằng nữ ca sĩ diễn đến bóng tên tuổi, Hồ Ngọc Hà không lên tiếng thanh minh mà sau cây, ai nói mình diễn à, ừ thì cứ để họ nói họ khổ đi em. Bị chỉ trích người đàn bà nham hiểm khi vướng scandal tình ái với đại gia, Hồ Ngọc Hà ẩn ý. Khi chưa nghĩ đúng được thì khoan đã nghĩ sai, chuyện đâu còn có đó. Vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại, sau khi bức ảnh cũ chụp cùng Quang Dũng ở tuổi đôi mươi được hé lộ, giọng ca Xin Hãy Thứ Tha phản pháo. Xin lỗi em, chị chẳng làm cái gì ok, với chị mà làm chị nói luôn, em làm không chị đầu tư cho, nếu ra thảm họa thì ráng chịu nhé. Trong đêm trao giải HTV Award, khi Hồ Ngọc Hà lên nhận giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất, thì ở bên dưới, fan Mỹ Tâm, Giang Băng Rôn và hô to tên thần tượng, rất khéo léo Hà Hồ đứng trên sân khấu phát ngôn về giải thưởng. Hồ Ngọc Hà cũng rất bất ngờ về kết quả này, bởi trong suy nghĩ của Hà thì Mỹ Tâm luôn là ca sĩ mà Hà nể phục nhất, Hà cũng yêu chị Mỹ Tâm như các bạn vậy. Bị xăm xô chê kém sành điệu khi cầm rượu ở phường Bầu Ly, chứ không phải chân hoặc đế ly, nữ hoàng giải trí đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Obama và nhiều nhân vật nổi tiếng cầm ly rượu giống cô cùng lời lẽ sau cây.
Cuộc đời còn nhiều thứ để làm thay vì cố tình đi hạ bệ người khác để bảo vệ bản thân. Từ một người mẫu đi hát, Hồ Ngọc Hà bước lên vị trí ngôi sao hạng A với danh xưng nữ hoàng giải trí quyền lực sau thời gian dài nỗ lực phấn đấu. Song song với con đường nghệ thuật thành công, vợ cũ Cường Đô La cũng bị xăm soi đời tư như nhiều ngôi sao khác. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, Hà Hồ cũng chịu không ít điều tiếng thị phi vây quanh. Là nghệ sĩ kính tiếng trên báo giới, nhưng trong việc đáp trả anti-fan, Hồ Ngọc Hà lại vô cùng sâu cay. Mười mỹ nhân Việt nắm lùng nhưng ngực khủng vô đối, người cuối cùng khiến Kay Thi Nguyễn thủy tớp quỳ rạp. Đúng là thấp bé, nhưng không thể coi thường, nhìn vòng một ngồm ngộm của mười mỹ nhân này ai cũng muốn nổ mắt. Đầu tiên phải kể đến Hòa Minzy, cô là một trong 10 người đẹp cao dưới 1m60 dưới đây mà sở hữu vòng một đáng kể nhất. Những ai tưởng Hòa Minzy nắm lùng mà ngực cũng tỷ lệ thuận là quá sai lầm. Không ít lần cô khiến fan mắt tròn mắt dẹt khi lộ vòng một đầy đặn. Ốc Thanh Vân là mẹ ba con nhưng vòng một cũng đầy đặn không kém. Nhìn thấy này thì gái trẻ chạy theo dài dài chẳng kịp. Mỗi lần mặc áo cúp ngực, người đẹp khiến ai cũng như bị thôi miên. Việt Hương đích thị là nắm lùng duyên dáng trong showbiz Việt. Vậy nhưng vòng một lại rất đáng gờm, phi Thanh Vân cũng sợ một phép. Gái trẻ xách dép chạy theo không kịp khi đo ngực với Việt Hương. Còn cô nàng Kay Thiên Nguyễn thì khỏi phải bàn cãi. Mới nổi lên với Big nhưng khiến độc giả bao fan chao đảo vì vòng một áp đảo. Chị em nhìn thấy còn choáng choáng, chứ đừng nói là cánh mày râu. Hương Tràm cũng là một trong số những người đẹp có vòng một tỷ lệ nghịch với chiều cao. Mỗi lần cô mặc váy trễ là mỗi lần khán giả thót tim. Vô tình cúi người xuống thì bao trái tim ngừng đập. Không chỉ sở hữu vòng một đẹp, Sĩ Thanh còn có body rất cân đối. Tỷ lệ các số đo chuẩn không cần chỉnh. Vòng một nuột nà thế này thì chẳng ai mê tít. Vòng một của Thủy Tớp khủng như thế nào ai cũng biết rồi, mỗi lần ra biển cô đều khiến mọi người đứng nhìn. Cứ khoe vòng một sexy thế này thì chị em nào chẳng ganh tị. Nữ ca sĩ Thảo Trang cũng sở hữu body rất săn chắc, hơn nữa vòng một cũng khá ấn tượng. Hiện tại dù đã sinh con nhưng thân hình của cô vẫn rất cuốn hút. Tâm Tích cũng là đối thủ đáng gờm của 9 người còn lại. Không quá nổi đình đám với vòng một khủng, nhưng mỗi lần cô khoe thì ai cũng ngã nón. Hơn nữa phong cách của bà mẹ hai con lại vô cùng gợi cảm. Người cuối cùng khủng nhất, áp đảo nhất chính là ca nương Kiều Anh. Vòng một này thì Kay Thi Nguyễn hay Thủy Tớp cũng phải hoảng hồn. Mỗi lần cô mặc bikini, ai cũng không thể rời mắt.